Vâng, xin chào các bạn, trở lại với trang kêu của xương ngày nay lên 4 cây trong tuyệt phẩm siêu phẩm nhá. Vâng, đây là mã số 1 nhá, trước vào kênh bác có like xem nhiều em trong giá tôn tốt. Vâng, đây là mã số 1 rồi. Đây là Kilamialex nhá, pháp sư thập kỷ 1950 nhá, con này size 140 nhá, size càng 40, size ngang 13,8 nhá. Vâng, xuất sắc bảng to nhá, cái mắt mà nâu trà, mắt Mika nhá. Vâng, bọc vàng sáng gương nó làm thật, hàng giả bằng giả nhái trẻ của đêm 3 ngày, và đối tượng hàng giả bằng giả nhái sẽ không công khai địa chỉ đâu, giấu. Hết sức lưu ý nhé, xuất sắc đấy. Vâng, mới cắm cựa luôn, rất mới, rất đẹp, xuất sắc luôn, độ mới rất là cao. Là mì lệch bác nào ở Hà Nội Hà Nội có địa chỉ nhà em xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ nhé. Bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện với điện ô tô máy đồ bảo có thể nhanh nhất từ phương tiện đó, thời gian gửi 1-2 ngày, chậm 3-4 ngày. À, cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông nhưng hơi mờ, cái ve thay rồi nhé, còn lại zin hết nhé. Đó, cạnh trái là chữ Lamy này và chữ ký tác giả và cái chuyện vuông này. Tất cả thông tin về kính em đều ghi giấy video kèm theo địa chỉ, số điện thoại lâu năm khẳng định là nguyên tên tuổi thương hiệu nhá. Đấy, đấy là cạnh trái. Càng phải thì nó có cũng có cái một cái chữ ký dài dài và cái chuyện vuông. Đó là cảm phà Lamy-Alex pháp sư thập kỷ năm 60, mắt màu nâu trà nhạt nhá, con này size càng 40, size ngang 13,8 nhá, rất mới đẹp, xuất sắc nhá. Đây là mã số 01 nhá, và độ mới rất là cao, rất mới, rất đẹp ạ. Và giá cây này là 17 triệu 217.200k nhá, giá là 17 triệu 217.200k, xuất sắc đấy, độ mới rất là cao nhá, giá là 17 triệu 217.200k. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản bao ship, bác nào ship quốc cũng là đặt cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính nhé. Về thời gian nghỉ hàng em sẽ gửi từ 1 2 ngày, chính là 3 ngày. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 2 3 giờ. Từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước tránh tình trạng liên suất quá em đi thẩm định giá đồng cổ xưa. Với điện thoại trước là em muốn từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh Đống Đa Hà Nội nhé. Bác lưu ý ngày này rất nhiều đối tượng bán những huyệt kính này. Giá từ 2 triệu 9 triệu bán ở ngõ 216 của Linh Phường Lâm Nguyên, Phường Lâm Nguyên Ô Đông Mác, Ô Tắc, ngõ 53 Hồ Bạch Cát, Hồ Thành Quang, Hồ Văn Quán, Thanh Xuân Hà Đông, rất nhiều chỉ khác. Bởi vì sao đối tượng bán này không có địa chỉ lâu năm, không rõ ràng hình ảnh con người giấu. Địa chỉ cho khách cho con người con tìm, một số trang thương mại tử như là Lazada, Shopee, Sendo, mua bán 24 giờ bán chấm con bán chấm vn. Đấy, mua bán nhanh thì đối tượng đấy bán này thì nó cầm kính này, nó quay trên cái ghế ô tô, nắp capo, vô lăng ô tô, cành cây, lá cây, không có địa chỉ, giấu đề mỗi số điện thoại thôi, inbox Zalo, đặt hàng Messenger, inbox Messenger hoặc một số sang TikTok cực kỳ nguy hiểm, mua bán amateur đấy, lưu ý nhé. Vâng, làm gì có giá rẻ một nửa được là giá tiền, không có giá đâu. Rất nhiều bác mắc bẫy là em phải chia sẻ lại luôn. Tiếp theo là mã số 02 này. Thứ hai là cái mét lao động gánh nhá. Vâng, cái này size càng 40 em sẽ size ngang bao nhiêu nhá. Xe ngang là 14,1 nhé, xe càng 140 nhé. Rất to rộng rãi thoải mái, bác nào mà chắn cao vuông rộng sân đình mặt vuông chữ điền đều rất nổi, rất đẹp. Vâng, đây là mắc lơ đoàn gánh, con này có đức đức cũng xã nhé, thập kỷ năm 60 trở năm nhất nhé. Đây là chồng nó chồng thủy tinh nhé, mắt rất là rộng đấy. Vâng, mắt của nó là mắt rơi vào khẩu độ của nó 58 nhé. Vâng, xuất sắc nhé, mét lơ đoàn gánh nhá, của đức quốc sát thập kỷ 50-60 chuẩn ao nhất nhá, bọc vàng sáng gương nhá, size to rất hiếm gặp nhá. Cái dòng size to này người châu Âu và Đức họ giữ lại, ít khi bán người Việt Nam lắm. Vâng, ở cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông nhưng mà khá mờ rồi, chuôi ve còn mới tinh nhá. À, tiếp theo càng trái càng phải nhá, càng bên trái là có chữ Meckler Zepani, càng phải số 140. Thông tin thông số về kính em ghi giấy video rất cẩn thận, kèm theo địa chỉ, số điện thoại lâu năm. Đấy, đây là càng trái. Tiếp theo càng phải là 440 và biểu tượng logo nhá. Mới cóng cửa nhá, xuất sắc nhá. Con này size to rất hiếm gặp ạ. Vâng, size to bản to nhá. Mét lơ đoàn gánh của Đức Cô Sát Thập Kỷ 50-60 chuẩn cao nhất nhá. Vâng, bản rất hiếm ạ. Giá này là 16 triệu 200, 16 triệu 200k nhá. Giá là 16 triệu 200, 16 triệu 200k nhá. Xuất sắc nhá, không điểm trừ nhá. Độ mới cao, bọc vàng sáng gương. Về thức mua bán, bác nào chuyển khoản bao ship nhé, bác nào ship code cũng là cọc 100, 200, tất cả ship code kính cổ đồ cổ là cọc một vài trăm, không là cọc một vài triệu.
Bởi vì sao nhiều đối tượng xấu đặt cọc ngoài triệu, đối tượng ủ thái quyền lẫn mất biến mất đấy, lưu ý này này, đặc biệt một số đối tượng con gái thuê bán 2%, cứ một vài năm mà nó chuyển sang hệ khác, lưu ý nhé. Hoặc một số đối tượng nó làm phông nền hình ảnh rất tốt, đúng không? Đối tượng trẻ tuổi phông nền ảnh các cụ đúc kết rồi, tốt cô tốt nước sơn đấy, cho lưu ý này này. Bán hàng một số hàng của Nhật hay của viết bán cái kèm theo vào khi kính khác cái kèm theo của Nhật, còn bên em chỉ chuẩn áo nhất là anh đi Pháp Mỹ thôi từ xưa nay rồi. Vâng, xuất sắc nhé. À, xong mã số 2. Tiếp theo là mã số 03. Đi vì số lượng lớn đi nhanh mới kịp tiến độ được. Vâng. Ba đây là cây Mavic CH nhé. Vâng. Con này size càng 40, con này và còn có nó là cái còn size mắt đó là 54 nhá, mắt thủy tinh nhá. Tròng nhạt nhá, còn cầu là cầu 18 này. Và cầu giữa Optima chuyện vuông và số 18 micron nhá. Ve còn trắng tinh trắng muốt nhá, sướng lắm. Đây này. Ve trắng tinh trắng muốt nhá. Đấy. Hai càng nó xuất sắc nhá, không điểm trừ nhá. Bọc vàng sáng gương nhá. À, càng nó là số 140 đây. Đấy. Xuất sắc nhá. Đấy. Tiếp theo càng trái là Mavic 140. Đấy, xuất sắc nhá. Đấy. Bọc vàng sáng gương. Chui ve còn mới cắm cửa luôn. Cái này thì không điểm trừ rồi. Và những cây không điểm trừ rất là cao. Đấy, còn nó là size 54 nhá. Vâng. Gọi là size tròng 54 đấy. Vâng. Đấy, size tròng 54 nhá. Rất rõ ràng. Bên này thì nó có cái chữ middle. Đấy, nó có cái chữ mi đấy. Vâng. Xuất sắc luôn đấy. Vâng. Không điểm trừ, độ mới rất là cao. Chuôi ve còn khá mới, khá đẹp luôn ạ. Vâng. Đặc biệt là ve còn sáng trưng Tổ quốc này. Đấy, thế mới sướng nhá. Mavic CH ạ, đây là mã số 3 nhá. Size 54 nhá, càng 40 nhá. Vâng. Giá cái là 21.500.000 nhá. Giá là 21.500.000 nhá. Giá là 21.500.000 nhá. Lưu ý là ngày này rất nhiều tượng bán giống hệt kính này, giá bán khoảng từ 4 triệu cho đến 9 triệu, bán ở ngõ 216 của Linh, phường Lâm Viên, quận Lâm Viên, Ô Đông Mác. Và rất nhiều địa chỉ rẩm rả, nhái khác, nhiều lắm, liệt kê ra em không thể nhớ nổi hết được. Một số tượng lập lên trang nickname rất kêu tổng kho châu, tổng kho giới, quát phạm phạm quát, vintage quát các thứ nữa, amateur amateur. Đối tượng đấy bán là không công khai về hình ảnh của con người, không có địa chỉ lâu năm, mà chỉ có mỗi số điện thoại không thôi. Hoặc sử dụng rất nhiều sim số khác. Thì lưu ý, bạn mua bán kính của đồ cổ, đồ đắt tiền, mua bán thế rủi ro rất lớn. Đấy là đối tượng bán lừa đảo mà thế. Một rất nhiều bác, anh em bác bị dính rồi, thì em phải hết cảnh giác cao độ luôn. Vâng, giá là 21.500.000, Mavic CH của Đức Cô Sát Thập Quỷ 50-60 nhá. Xuất sắc, mới cóng cửa đấy, ve còn mới tinh, chuôi mới tinh nhá. Chuôi ve còn mới cóng nhá, đẹp nhá, độ mới cao nhá. Cái này thì không điểm trừ rồi. Đó là mã số 03, 21.500.000, đã xong. Tiếp theo là mã số 04, là cơ nơi hồ chữ nhỏ thập kỷ 1955-58 nhá. Vâng, con này đầy đủ hết rồi nhớ đó. Đấy, khi mà cất, tức là khi em bỏ vào hộp này, được bao này, nó đi kèm bao da zin luôn, còn khá mới nhá. Đây là con cơn chữ thập phân nhá. Đấy, ra đời đầu tiên là của American. Con này size 52, cũng như là tròng 52, thì em sẽ đo cái size ngang bao nhiêu. Ngang là 13,8 nhá, còn size càng, size chuôi bây giờ nó là 140 rồi. Đấy, rất nó đẹp, xuất sắc ạ. Vâng. Con này thì không điểm trừ rồi, không điểm trừ thì giá nó sẽ hơi cao một chút xíu. Vâng. Ở gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ là AO 1/10 12 ca ghép truy ven nguyên zin. Đấy ạ. Vâng. Gầm cầu dưới giữa nhé. Đấy, bọc vàng sáng gương. Còn hai càng khác của chiều là American Optical 1/10 12/5/2 gạch ngang thập phân nhé. Xuất sắc nhé. Không điểm trừ đấy. Và bên này thấy đảo chiều nhau này. Xuất sắc nhé. Và bọc vàng sáng gương mới sướng. Và mà cây xuất sắc và mới thì không điểm trừ thì bây giờ nó cũng sẽ cao tiền rồi. Và nhưng bên em thì với phương châm giao lưu vui chứng muốn được hiểu, luôn luôn đưa giá tốt để các bác sẽ có thể sở hữu được. Vâng, mới cống nhá. Vâng, giá cực tốt ạ. Giá này là 25 triệu nhá, 25.000 nhá. Giá là 25 triệu nhá, 25.000 nhá. Cơn đầu chút nhỏ chữ thập phân nhá, sản xuất 1958 nhá. Giá là 25 triệu nhá, 25.000 nhá. Giá là 25 triệu, 25.000 nhá. Các bác mua đâu mua,
À, nên lựa chọn bán lâu năm, nó có thương hiệu như bên này, một địa chỉ, một số điện thoại luôn luôn gắn liền chân tường, kim tường dễ nhìn nhận tìm thấy. Tất cả mua kính của đồ cổ, đồ đắt tiền hay đồ hàng hiệu phải chọn được cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm song hành, cái địa chỉ bán hàng lâu năm, ok, kể cả trong nước không ngoài nước đấy, phải dặn rõ ràng các bác như thế. Và giá 25 triệu 50k nhá. Và vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm đấy, em nói lại ở đâu, bởi vì những cái gì mà em biết được ở nước ngoài thì em luôn luôn chia sẻ lên để các bác nắm bắt được, phòng tránh tránh được cạm bẫy. À, không chỉ kính cái đồ cổ đâu, à, rất nhiều, ngay cả những bộ điện thoại mạo danh cực kỳ nguy hiểm. Em sẽ nói lên video riêng về điện thoại mạo danh để các bác biết được phòng tránh tránh nha, cái đối tượng đấy. Đấy, bên em mà còn nổ thẳng nổ thật luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có rất nhiều cái hệ lụy kèm theo của điện thoại mạo danh. Hay là bộ đa cấp trá hình thành phần chức năng, đa cấp sàn vàng có chứng khoán, hay một số tập đoàn bất động sản liên kết một số ngân hàng thương mại cổ phần để huy động vốn qua hình thức trái phiếu và đầu tư bất động sản, cũng như là gửi tiết kiệm linh hoạt hơn 5 trên trả tiền, điển hình là tập đoàn Sunshine Group, địa chỉ 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm. Thì em cũng nói rất nhiều video rồi, đấy, video này em không nói lại nữa. Như qua cái video như thế các bác mới biết được rằng là đối tượng lừa đảo nó núp bóng doanh nghiệp, doanh nhân các thứ nhiều lắm đấy. Cho nên là các bác bên này đầu thẳng nó thật không ngại đâu, không phải một số bên khác là chỉ cứ nhằm điêu khách hàng là tập trung vào bán cái đồ này đồ kia, xong điêu xong làm hình ảnh, làm phông bạt, làm nền các cụ đúc kết rồi tuân cụ đúc nước sơn. Đa phần đối tượng ấy trẻ tuổi đúng không, còn những mình tuổi già như mình rồi thì mình là mình cứ chân tình chân thật chân chất đấy, và nổ thẳng ngay không ngại gì cả. Bên kênh YouTube em triển khai 9 năm bán đại nhà chừng 25 năm mà chỉ có hơn 4.000 đăng ký kênh thôi, mình làm cách chân tình chân thật nhất. Còn số đối tượng kia nó làm mới được có 1 năm 2 năm 3 năm mà đã 10.000 2.000 3.000 đăng ký kênh rồi, thì đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like để view mà đấy, để lấy kênh theo dõi chóng mặt chóng mặt mà đấy. Nó nói thật sự các bác nói luôn, còn nếu mà làm mà chuẩn ra theo số lượng đăng ký kênh thì nó phải lên từ từ đi học mới thôi, học từ lớp 1 tới 12 chứ không ai nhảy vọt phát từ lớp 1 đến lớp 12 cả. Đó, đó là cái giá trị em nói bác là như thế. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác dành thời gian quan tâm theo dõi video của em. Tất cả phần cuối thì em là chia sẻ về em là nói đúng chữ phần cuối là phần ngoài lề, em nói mặt trái xã hội để bác nào mà tư tâm thông thái rồi thì không cần nghe phần cuối, nhưng phần cuối rất quan trọng với bác nào mà chưa am hiểu về bất động sản, chưa am hiểu về ngân hàng hay công nghệ thông tin thì nên nghe, bởi vì nó có những cái răng bẫy của nhân viên ngân hàng khủng khiếp luôn đấy, đặc biệt 2 năm vừa qua. Rất cảm ơn bác xem video. Bác nào yêu quý tránh hồ sơ lúc đăng ký kênh bởi có chuông này, khi đăng ký kênh bởi chuông ấy, thì hệ thống YouTube sẽ báo tin nhắn đến tút tút điện thoại hàng ngày, vì hàng ngày là video, khi em lên video cái hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn tút tút điện thoại bác luôn, là em sẽ vừa lên video. Vâng, rất cảm ơn bác xem video, xin chào tạm biệt, hẹn gặp sau.